Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, hơn 9 thập kỷ xây dựng, cống hiến và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tuổi trẻ Việt Nam đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang, thể hiện bản chất tốt đẹp. Hôm nay, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2022, xin được chúc cho công tác đoàn của tỉnh Bắc Cạn có thêm nhiều bước phát triển mới, thực hiện tốt các chương trình thanh niên tình nguyện và tuổi trẻ sáng tạo. Chương trình thời sự tối nay, thứ bảy ngày 26 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn, chúng tôi xin chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Hoàng Duy Trinh, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, hôm qua đồng chí Hoàng Duy Trinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Bắc Cạn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Cạn về kết quả công tác đoàn, phong trào thanh thiếu niên thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, mà trọng tâm là chỉ đạo chuẩn bị cho đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Cùng dự làm việc có đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Trinh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà công tác đoàn và phong trào thanh niên của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy vẫn còn một số hạn chế, bất cập, một số đoàn viên thanh niên chưa chủ động, tự giác trong học tập, nỗ lực vươn lên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Ngoài yếu tố khách quan của bối cảnh kinh tế xã hội hiện nay thì sự chủ động, năng động, sáng tạo, linh hoạt của tổ chức đoàn cũng chưa đáp ứng được yêu cầu. Một số cấp ủy chính quyền địa phương chưa quan tâm chăm lo đội ngũ cán bộ trẻ. Trong thời gian tới, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là động viên khuyến khích giúp cho thanh niên có khát vọng vươn lên. Tổ chức đoàn chúng ta sẽ bám vào cái nghị quyết này, chúng ta sẽ cụ thể hóa ở cái chương trình hoạt động của chúng ta ở từng lĩnh vực cụ thể một như thế nào. Tranh thủ lợi thế, tiềm năng lợi thế kinh tế của tỉnh chúng ta là nông lâm ngư nghiệp. Vậy tổ chức đoàn chúng ta sẽ đi vào cái chỗ này nó như thế nào? Ở lĩnh vực này như thế nào? Hợp tác xã như thế nào? Xây dựng các hợp tác xã như thế nào? Chủ trương chính sách, tiếp cận chủ chính sách, đây chính là chủ trương chính sách của tỉnh. Ban hành các nghị quyết này, tới nay Hội đồng nhân tỉnh sẽ nghiên cứu sửa cái nghị quyết 08 của Hội đồng nhân tỉnh về một số cơ chế chính sách phát triển, hỗ trợ hợp tác xã và phát triển nông lâm nghiệp. Tôi muốn là thanh niên đi đầu cái lĩnh vực này. Nay thì bây giờ ở hợp xã Như Cố về cái trà mướp đắng thì tôi cũng thường xuyên đây là bạn ấy là làm rất tốt rồi, đúng không? Đấy. Thì không nhất thiết là phải đi làm ăn xa mà chính sống trên mảnh đất quê hương mình đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tổ chức đoàn các cấp trong tỉnh cần quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, làm cho đoàn viên thanh niên hiểu được ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ. Cùng với đó cần nghiên cứu đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên như thế nào cho phù hợp, làm sao để cho thanh niên không được bằng lòng với những gì mình đang có, phải xác định được lý tưởng, sống có hoài bão, sống biết công hiến, biết hy sinh. Ở đây là cống hiến hy sinh cho cộng đồng, cho quê hương đất nước. Và phải giáo dục chính trị các bộ đoàn viên chúng ta có phải có cái tâm thế là sẵn sàng đón nhận những thử thách, những khó khăn. Bây giờ thì báo cáo các đồng chí thì mỗi gia đình chỉ có một hai người con. Một hai người con thì được có 6 người lớn chăm lo, ông bà nội, ông bà ngoại, bố mẹ, còn chưa kể cô dì chú bác. Cho nên là cái kỹ năng sống của thanh niên bây giờ đang là vấn đề chúng ta cần phải đặt ra. Tính cộng đồng, tính tập thể, tính chia sẻ. Có đồng chí nào vừa nói là đi qua việc xã hội như thế nhưng mà thờ ơ, coi như không phải của mình. Cái này là chúng ta phải giáo dục cái tinh thần, cái trách nhiệm để chia sẻ cộng đồng. Thì báo cáo và làm tốt công tác tư tưởng nên phải xác định là tuổi trẻ và thời gian đi qua thì không bao giờ lấy lại được. Thì bây giờ báo cáo các đồng chí như thế. Cho nên là khi mà càng già thì như vậy là nếp nhăn nó càng càng có nhiều là đúng như thôi. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta sống có lý tưởng và có khát vọng, có hoài bão thì lúc đấy nó cũng như ngọc càng mài càng sáng thôi. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần tiếp tục đa dạng hóa hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, khuyến khích phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Để thúc đẩy phong trào thanh niên phát triển thì cần huy động các lực lượng khác cùng tham gia. Trong đó thanh niên là nòng cốt, là ngọn cờ tổ chức tập hợp. Ngoài ra tổ chức đoàn cần nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, làm sao để sự kiện này thực sự là ngày hội của tuổi trẻ. Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, năm nay các tổ chức đoàn thanh niên trong tỉnh đã đẩy mạnh nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng, qua đó góp phần thiết thực vào việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2022, mời quý vị cùng nhìn lại những dấu ấn đậm nét trong phong trào thanh niên của tỉnh thời gian qua. Xây dựng các công trình thắp sáng đường quê, gắn biển tuyến đường nội thôn, trồng cây xanh, giúp đỡ gia đình chính sách, dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm. Đó là những hình ảnh đẹp của lực lượng đoàn viên thanh niên xã Nguyên Phúc trong năm 2022. Đặc biệt trong tháng 3, đoàn viên thanh niên tại địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực và ý nghĩa. Đơn vị đoàn xã Nguyên Phúc chúng tôi cũng đã tổ chức những phần việc công trình hết sức thiết thực. Cụ thể, trao tặng một vườn cây sinh kế cho gia đình một đồng chí đoàn viên nghèo tại thôn Nà Muồng với tổng số là 1.600 cây mỡ, trị giá 1,2 triệu đồng, thăm hỏi và trao tặng quà đến các em nhỏ và các em học sinh đang điều trị cách ly tại nhà với tổng số là 13 suất quà, trị giá 1,3 triệu đồng. Kết nối của tỉnh đoàn đặt 14 bóng đèn năng lượng mặt trời, trồng 70 cây lát dọc tuyến đường nội thôn. Năm 2022 là năm có nhiều ý nghĩa với lực lượng đoàn viên thanh niên tỉnh Bắc Cạn, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Do vậy, các tổ chức đoàn thanh niên trong tỉnh đã có nhiều hoạt động chung tay vì cuộc sống cộng đồng. Đặc biệt, trong tháng 3, rất nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa đã được các tổ chức đoàn thanh niên trong tỉnh tổ chức, trong đó nổi bật là lễ ra quân phát động tháng thanh niên năm 2022. Tại buổi lễ, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Bắc Cạn đã trao kinh phí hỗ trợ hợp tác xã thanh niên tham gia chương trình mỗi xã phường một sản phẩm ô cốp, tặng sân chơi thiếu nhi, khánh thành tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, văn minh, an toàn, trồng đường cây thanh niên, khởi công xây dựng cầu dân sinh với giá trị các công trình phần việc trên 260 triệu đồng. Một hoạt động đáng chú ý nữa trong tháng thanh niên là các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh đã ra quân đồng loạt ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới. Kết quả toàn tỉnh thực hiện được trên 40 công trình, 316 phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Đoàn thanh niên các huyện, thành phố cũng ra quân đồng loạt ngày Chủ nhật xanh lần thứ nhất, thu hút trên 4.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Các hoạt động diễn ra trong ngày Chủ nhật gồm trồng cây xanh, thu gom rác thải, trồng đường hoa thanh niên, chăm sóc nhà bia ghi danh liệt sĩ, đổ sân bê tông nhà họp thôn, sân chơi thiếu nhi, tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 400 triệu đồng. Ban thường vụ đoàn đã chỉ đạo ban chấp hành các cơ sở đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động xây dựng nông thôn mới, như là xây dựng công trình thắp sáng đường quê, đổ bê tông nông thôn mới và xây dựng các sân nhà văn hóa, sân chơi thanh thiếu nhi cho các nhà văn hóa thôn và các điểm trường vùng cao, thăm tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân và các em học sinh, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Huyện đoàn cùng với các cơ sở đoàn đã tiến hành khảo sát và thiết kế khởi công xây dựng được 8 cây cầu dân sinh tại các xã với tổng trị giá là hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó thì các cơ sở cũng có các hoạt động để hưởng ứng, ví dụ như là thực hiện công trình thắp sáng đường quê, xây dựng tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, văn minh an toàn và triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội. Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Cạn lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh đã đăng ký 75 công trình, 224 phần việc với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng. Ngoài những hoạt động trên, lực lượng đoàn thanh niên trong tỉnh còn phối hợp tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như chương trình tri ân những người phụ nữ thầm lặng nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, mùng 8 tháng 3 năm 1910, mùng 8 tháng 3 năm 2022. Thầy thuốc trẻ đồng hành hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn năm 2022. Ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn. Những hoạt động thiết thực và ý nghĩa của các tổ chức đoàn thanh niên trong tỉnh không chỉ để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân mà còn mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Thưa quý vị khán giả, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo cho thế hệ trẻ, thời gian vừa qua, tỉnh Bắc Cạn đã có nhiều biện pháp để chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, phát triển thanh niên. Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2022, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn có cuộc trao đổi phỏng vấn với chị Ma Thị Mận, Phó Bí thư tỉnh đoàn Bắc Cạn xung quanh nội dung này. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Trước hết xin cảm ơn chị đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Xin chị có thể chia sẻ đôi nét với khán giả Đài Phát thanh Bắc Cạn về những kết quả trong quá trình thực hiện chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh thời gian vừa qua? Thứ nhất là chương trình phát triển thanh niên được tổ chức triển khai hết sức là bài bản từ cấp tỉnh đến cơ sở.
Thông qua đó thì đã làm chuyển biến nhận thức của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các lực lượng xã hội về vai trò của thanh niên cũng như là công tác thanh niên. Và trên cơ sở đó thì đã có rất nhiều nguồn lực dành cho công tác phát triển thanh niên và đặc biệt là công tác xã hội hóa dành cho sự phát triển thanh niên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thứ nữa là có thể thấy rằng là thanh niên đã có rất nhiều chuyển biến trong nhận thức, trong tư tưởng, trong hành động và từ đó đã xuất hiện rất là nhiều những tấm gương điển hình cho thanh niên trong các lĩnh vực. Và cái điều có thể nhận thấy nữa đó là công tác đoàn và phong trào thanh niên từ cấp tỉnh đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến và có nhiều phong trào hoạt động thiết thực để tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Quay qua thực tiễn công tác những năm gần đây thì đã có những vấn đề nào mới đặt ra trong cái quá trình thực hiện chương trình phát triển thanh niên chưa chị? Mối quan tâm lớn nhất của thanh niên hiện nay thì vẫn là nghề nghiệp và việc làm, rồi là các môi trường để đáp ứng cái nhu cầu giải trí, vui chơi và phát triển toàn diện. Tuy nhiên thì có thể nhận thấy là ở thời điểm này thì những cái thiết chế văn hóa cũng như là cái nguồn lực dành cho sự phát triển thanh niên ở trên địa bàn chúng ta vẫn còn hạn chế. Thứ hai nữa là cùng với sự phát triển chung của xã hội, đặc biệt là trong xu thế phát triển của các bạn công nghiệp 4.0 thì cái nhu cầu của thanh niên càng thay đổi, xu hướng của thanh niên thay đổi và nhu cầu công tác đoàn phong trào thanh niên cũng như là các lĩnh vực khác thay đổi. Điều đó đặt ra cho cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành đoàn thể, đặc biệt là tổ chức đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần có những cái sự đổi mới trong phương thức chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên và các chương trình hỗ trợ thanh niên để đảm bảo sự phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng và phát huy được tốt nhất nguồn lực của thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian tới thì với góc độ là tỉnh đoàn sẽ có những cái sự quan tâm và có những biện pháp cụ thể nào để góp phần thực hiện chương trình phát triển thanh niên của tỉnh? Vâng, ở thời điểm này thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Trên cơ sở đó thì tỉnh Bắc Cạn cũng sẽ ban hành nghị quyết phát triển thanh niên và chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bắc Cạn giai đoạn 2021-2030. Và với vai trò chức năng của Ban Thường vụ tỉnh đoàn thì chúng tôi sẽ tham gia tích cực nhất trong quá trình xây dựng các dự thảo cũng như là tham mưu xây dựng chương trình và nghị quyết phát triển thanh niên. Thứ hai nữa là điều rất quan trọng, đó là như tôi cũng vừa chia sẻ, nhu cầu và nguyện vọng của thanh niên đã rất nhiều thay đổi. Do đó chúng tôi cũng sẽ tập trung vào việc là ngoài việc là tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên thì chúng tôi sẽ tập trung vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên trên tất cả các địa bàn và các khối đối tượng để làm sao mà tổ chức đoàn thực sự là những người đồng hành, thực sự là những người bạn và thực sự là những người đang tạo ra môi trường tốt nhất cho thanh niên phát triển. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn chị đã có những cái chia sẻ với khán giả của Đài Phát thanh truyền hình Bắc Cạn về chương trình phát triển thanh niên. Chúc cho cái công tác đoàn phong trào thanh niên của tỉnh trong thời gian tới sẽ đạt được những kết quả cao hơn nữa. Dịch COVID-19 đang tác động tiêu cực đến ngành giáo dục và đào tạo. Các trường học phải tạm dừng cho học sinh đến lớp trong nhiều tháng nay bởi nhiều giáo viên, học sinh bị nhiễm COVID-19. Trước khó khăn đó, ngành giáo dục đã chỉ đạo các trường triển khai những giải pháp thích ứng linh hoạt, nhờ đó nhiệm vụ năm học cơ bản vẫn bảo đảm theo kế hoạch. Trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Cạn tổ chức học tập trực tuyến đã 2 tháng nay. Đây là điều cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tác động không nhỏ tới đội ngũ giáo viên và học sinh nhà trường khi có một số các ca dương tính được phát hiện. Với sự chủ động phương án từ trước nên nhiệm vụ năm học vẫn được nhà trường duy trì. Tuy vậy, do yêu cầu của công tác giáo dục khi năm học 2021-2022 chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc, Trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Cạn đang dự kiến mở cửa lại trường học vào tuần tới. Tình hình dịch diễn biến phức tạp thì nhà trường chuyển sang dạy học trực tuyến cho các cháu. Như vậy là đến thời điểm hiện nay thì các cháu vẫn đang học trực tuyến. Thì nhà trường cũng yêu cầu các thầy cô giáo kết hợp chặt chẽ với các bậc phụ huynh, luôn luôn nhắc các em về cái việc thực hiện cái nội quy nền nếp trong quá trình học tập trực tuyến để đảm bảo rằng là chất lượng được đảm bảo ở mức cao nhất có thể. Hiện nay với tình hình như thế này và sau khi tham khảo ý kiến của các đơn vị liên quan thì nhà trường dự kiến là trong tuần tới cũng sẽ tổ chức cho các cháu học trực tiếp tại trường. Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, ngành giáo dục Bắc Cạn phải đối diện với nhiều khó khăn. Do vậy, toàn ngành xác định tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, trong đó vừa thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, vừa chỉ đạo các đơn vị trường học chủ động xây dựng các hình thức dạy học thích ứng phù hợp với các điều kiện hiện có của đơn vị nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học, đảm bảo hoàn thành khung thời gian quy định và chuẩn bị tâm thế cho học sinh thực hiện kiểm tra, đánh giá để hoàn thành quá trình dạy học hiệu quả.
Thực hiện sự hướng dẫn chỉ đạo của ngành, các trường học đã chủ động trong tăng cường đầu tư các điều kiện về cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống công nghệ thông tin để đảm bảo chất lượng dạy và học. Linh hoạt chuyển đổi hình thức dạy học kết hợp giữa các hình thức trực tiếp, trực tuyến, tận dụng thời gian đẩy nhanh chương trình. Cùng với đó bố trí hợp lý thời gian tổ chức dạy và học trực tiếp để bổ sung, luyện tập những nội dung dạy học và tổ chức kiểm tra đánh giá. Ngoài ra, các trường cũng tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 2, lớp 6 trong năm học 2021-2022. Chuẩn bị các điều kiện để tiếp tục triển khai đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10 từ năm học 2022-2023. Trường đang thực hiện phương án dạy học là vừa dạy học trực tiếp và vừa dạy học trực tuyến. Đối với các lớp mà có đủ điều kiện thiết bị học tập thì là thực hiện dạy học trực tuyến. Thì cơ bản là nhà trường đã thực hiện được đến thời điểm hiện tại là có 5 lớp là đang dạy học trực tuyến. Phòng cũng chỉ đạo các đơn vị nhà trường là thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục triển khai thực hiện chương trình theo đảm bảo theo đúng kế hoạch và đảm bảo đối với những cái địa phương mà học sinh tạm dừng đến trường thì cũng tổ chức linh hoạt các hoạt động giáo dục làm sao đảm bảo được cái kiến thức cho học sinh đảm bảo theo đúng chương trình đề ra và cái chất lượng chuyên môn thì cũng đảm bảo được kế hoạch đề ra. Chủ động phân phối chương trình và xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể đang được các nhà trường chú trọng. Chính vì vậy, tuy dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng chất lượng đào tạo vẫn cơ bản được đảm bảo, tinh thần học tập của học sinh vẫn được duy trì. Giáo dục Bắc Cạn tiếp tục nỗ lực hơn nữa để kiên trì mục tiêu nâng chất lượng, đồng thời ứng phó và thích nghi an toàn trước dịch bệnh. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng 32,55 ha rừng tự nhiên để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Cạn, Hồ Ba Bể. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra kỹ, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, rà soát nhu cầu thực tế, xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện nghiêm nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật, rà soát bổ sung vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 của tỉnh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng đất để triển khai dự án theo đúng quy định. Hôm qua, Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Cạn đã tổ chức trao tặng và thay 400 bóng đèn tiết kiệm điện cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn và xã Văn Vũ, huyện Hà Rì. Đây là một trong những hoạt động thiết thực được tổ chức nhằm hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2022. Cùng với việc thay bóng đèn tiết kiệm, Sở Công Thương cũng chủ trì tổ chức nhiều hoạt động như in ấn và phát hành 2.000 tờ rơi, tờ dán, 50 pano áp phích, 50 pano tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022, tuyên truyền lưu động bằng xe loa trên một số tuyến đường chính trong nội thị thành phố Bắc Cạn và trung tâm các huyện Chợ Mới, Chợ Đồn, Bạch Thông. Các hoạt động được triển khai góp phần vào nỗ lực chung của thế giới nhằm đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu, đồng thời thúc đẩy việc thực thi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm, qua đó tạo sự chuyển biến hơn nữa từ nhận thức đến hành động của các tầng lớp nhân dân, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm giảm thiểu tác hại do biến đổi khí hậu gây ra. Với sự hỗ trợ của các cấp các ngành, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể đã nỗ lực hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Để xã Thượng Giáo hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí trong năm 2021, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân huyện Ba Bể đã chỉ đạo xã xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn, chỉ đạo các cơ quan hướng dẫn về chuyên môn, đồng thời huy động các nguồn lực cho xã Thượng Giáo thực hiện các hạng mục để đạt chuẩn nông thôn mới. Với sự nỗ lực của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, đến hết năm 2021, xã đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Hạ tầng kinh tế xã hội của xã được đầu tư đồng bộ với 8 tuyến đường từ trung tâm xã đến đường huyện dài 40 km đã được bê tông hóa, 16 tuyến đường thôn, trục thôn dài 34,8 km đã cứng hóa được gần 95%, 21 trên 36 tuyến kênh mương được kiên cố hóa, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt trên 99%, tỷ lệ hộ dân có nhà ở đúng tiêu chuẩn đạt gần 98%, không có nhà tạm, nhà dột nát. Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện chỉ còn 10,48%. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Ba Bể đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận
xã Thượng Giáo đạt chuẩn nông thôn mới đúng kế hoạch. Sau một thời gian chạy thử nghiệm, đến nay hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp trên địa bàn tỉnh chính thức đi vào hoạt động. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn đảm bảo kết nối đến 118 điểm cầu, gồm 108 điểm xã phường thị trấn, 8 điểm ủy ban nhân dân các huyện thành phố, 1 điểm sở thông tin và truyền thông và 1 điểm văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Việc nâng cấp mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đang sử dụng hiện nay đến cấp xã sẽ góp phần nâng cao khả năng tác nghiệp, điều hành của chính quyền các cấp trên môi trường mạng, giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước, phục vụ đắc lực công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp, từng bước xây dựng chính quyền điện tử và nền hành chính hiện đại. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hệ thống truyền hình trực tuyến là giải pháp đột phá để đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, tinh thần chỉ đạo của chính phủ. Từ đầu năm đến nay, huyện Nari đã giải quyết được trên 4.400 hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông. Trong quý 1, toàn huyện đã tiếp nhận trên 4.600 hồ sơ. Các đơn vị duy trì sử dụng tốt phần mềm một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao nên đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ. Vì thế mà đến nay đã có 95% hồ sơ tiếp nhận giải quyết xong và hiện đang giải quyết 240 hồ sơ còn lại. Huyện Nari tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt 6 nhiệm vụ gồm cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy hành chính nhà nước, cải cách tài chính công, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp khi đến giải quyết các thủ tục hành chính. Chương trình thời sự tối thứ 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.